mình sẽ có cơ hội nghe và tập nó lại những lúc bạn nào. Wake up. Nói đi. Wake up. Now it's time. It's time to go to school. It's very good. Nhưng mà nó nhanh lên được và cái tông giọng của mình nó nâng lên một chút cho nó mạnh mẽ nào, cho nó đỡ nhàm chán nào. It's time to go to school. Đúng rồi, bây giờ nói nhanh hơn một chút nữa được. It's time to go to school. Và thì mình chỉ nhấn vào chữ time, chữ go và chữ school mà thôi, chỉ có ba từ được nhấn thôi, đúng không? Có bao nhiêu xuống dìm xuống hết đi nào. It's time to go to school. It's very good. And I'm too tired. I'm too tired. Again, I'm too tired. I'm too tired. What is next? My back hurts. I want to stay in bed. Yeah, very good. And you must. Now it's late. Now faster. Bây giờ nói nhanh hơn nào và phát âm nó to hơn nào. You must get up now. You must get up now. It's late. It's late. Late. It's late.